Viên gác cổng Phải mất hồi lâu sư tử nhát mới thức dậy Vì cậu đã nằm quá lâu giữa đồng ánh túc Và hít đẩy cái mùi thơm chết người Vừa mở mắt và lăn mình khỏi xe Cậu vui sướng thấy mình vẫn ở trên đời Tôi đã ra sức mà chạy Cậu nói Ngồi xuống ngáp Nhưng bọn qua này mạnh quá Các bạn đưa tôi ra khỏi đó bằng cách nào vậy Thế là họ kể sư tử nghe Và đàn chuột đồng đã tử tế cứu cậu thoát chết ra sao Sư tử nhát cười to và nói Tôi luôn nghĩ mình rất to lớn và khủng khiếp Giờ thì những thứ nhỏ như qua cũng suýt giết tôi Còn những công vật bé như chuột lại cứu mạng tôi Toàn bộ chuyện này mới lạ lùng làm sao Nhưng này các bạn, bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta phải tìm lại con đường gạch vàng Dorothy nói Và rồi tiếp tục đi tới thành phố Ngọc Lục Bảo Thế là cùng giới sư tử đã tỉnh lại như sáu Họ bắt đầu bước đi vui sướng tận hưởng cuộc hành trình trên cỏ mềm tươi mát. Chẳng mấy chốc đã tới được con đường gạch vàng và đổi hướng tiến vào thành phố Ngọc Lục Bảo. Thế là cùng giới sư tử đã tỉnh lại như sáo, họ bắt đầu bước đi, vui sướng tận hưởng cuộc hành trình trên cỏ mềm tươi mát. Chẳng mấy chốc đã tới được con đường gạch vàng và đổi hướng tiến vào thành phố Ngọc Lục Bảo, nơi cư ngụ của phù thủy Ox. Con đường giờ êm ái lát gạch đều đặn, cảnh tượng đẹp đẽ vây quanh, Vậy nên nhóm bạn quan hỷ khi đã bỏ lại đằng sau là khu rừng cùng bao nỗi hiểm nguy họ phải đối mặt trong bóng rừng u ám. Một lần nữa họ lại thấy các hàng rào ở bên đường, nhưng sơn màu xanh lục. Chờ khi tới bên một ngôi nhà nhỏ, rõ là nơi ở của một bác nông dân, họ thấy nó cũng màu xanh lục. Chiều hôm đó họ đi qua một vài ngôi nhà như thế. Đôi lúc người ta chạy ra cửa ngó họ như muốn hỏi điều gì, nhưng không ai lại gần hay cất tiếng vì con sư tử to tướng đã làm họ sợ quá. Mọi người đều mặc áo quần màu lục ngọc đáng yêu và đội những cái mũ có chóp như người Munchkin. Đây chắc là xứ sở của Ox rồi, Dorothy nói, và hẳn là chúng ta đang tới gần thành phố Ngọc Lục Bảo. Phải rồi, anh bù nhìn đáp, mọi thứ nơi đây đều xanh lục, trong khi ở xứ người Munchkin, xanh lơ mới là màu ưa thích. Nhưng người ở đây có vẻ không thân thiện bằng người Munchkin, tôi e ta sẽ không tìm được chỗ để qua đêm tôi muốn có cái gì đó để ăn ngoài qua quả cô bé nói mà chắc giờ tô tô đói lả rồi chúng ta hãy dừng ở ngôi nhà sắp tới hỏi xem thế là họ bước tới một nông trang khá lớn dorothy mạnh bạo bước lên bậu gõ cửa một bà hé cửa chỉ đôi nhìn ra và nói cô cần gì hả cô bé mà sao con sư tử lớn kia lại đi cùng với cô Chúng cháu muốn qua đêm ở chỗ bà nếu bà cho phép. Dorothy đáp, sư tử là bạn đồng hành của cháu, nó sẽ không bao giờ làm hại bà đâu. Nó đã được thuần quá chưa? Người đàn bà hỏi, hé cửa rộng hơn một chút. Rồi à, cô bé đáp, và đó là một con vật rất nhát, thế nên nó còn sợ bà hơn là bà sợ nó Thế thì, bà ta nói, sau một hồi nghỉ ngợi và lại liếc sư tử, nếu mà như vậy thì các người có thể vào trong. Tôi sẽ mang cho chút đồ ăn tối và một chỗ để ngã lưng. Thế là họ cùng bước vào nhà nơi bà còn sống cùng hai em bé và một người đàn ông. Ông ta đang đầu chân nằm trên trường kỹ ở một góc. Mọi người trong nhà vô cùng sửng sốt khi trông thấy nhóm bạn kỳ lạ. Và trong khi người đàn bà bận dọn bàn, ông kia liền hỏi: các vị đi đâu vậy? Tới thành phố Ngọc Lục Bảo. Dorothy đáp để gặp phù thủy ox vĩ đại à ồ thật ư ông ta kêu lên các vị có chắc sẽ được ox tiếp đón không sao lại không ạ à? cô đáp chà người ta bảo ông ấy không bao giờ cho ai gặp mặt tôi đã nhiều lần tới thành phố ngọc lục bảo đó là một nơi kỳ diệu và đẹp đẽ nhưng chưa bao giờ được gặp ox vĩ đại cũng như chẳng biết người nào từng thấy ông ấy ông ấy không bao giờ ra ngoài sao bù nhìn hỏi không bao giờ Ngày lại ngày ông ngồi trong chính điện, ngay cả kẻ hầu người hạ cũng không được nhìn thẳng mặt ông. Ông ấy trông thế nào ạ?" À? Cô bé hỏi. "Cái này thật khó nói." Người đàn ông trả lời, vẻ ngẫm nghĩ. "Cô thấy đấy, Ox là một phù thủy vĩ đại, có thể mang bất kỳ hình thù gì ông thích. Vậy nên có người nói ông giống chim, có người nói giống voi, có người lại nói giống mèo. Còn với những kẻ khác thì ông hiện ra như một cô tiên xinh đẹp hay một phúc thần." hay bất kỳ hình thù nào ông muốn. Nhưng Ox thực ra trông thế nào thì không một kẻ nào biết được. Điều đó thật lạ, Dorothy nói, nhưng chúng cháu phải cố gặp ông cho bằng được, nếu không chuyến đi này quá ra vô nghĩa. Vì sao các vị muốn gặp phù thủy Ox khủng khiếp? Người đàn ông hỏi, tôi muốn xin ông cho tôi bộ não. Buồn nhìn háo hức nói, ồ, Ox có thể làm chuyện đó dễ dàng. Người đàn ông tuyên bố, ông ấy có nhiều trí não hơn cần thiết và tôi xin ông một trái tim thợ rừng thiết nói cái đó chẳng khó đối với ông ông ta tiếp tục và os có một bộ sưu tập tim lớn đủ hình dạng kích cỡ và tôi muốn xin ông lòng dũng cảm sư tử nhát nói os có một bình lớn đựng lòng dũng cảm trong chính điện người đàn ông nói và còn phải lấy đĩa vàng đậy lên để chúng khỏi tràn ra ông sẽ vui vẻ cho cậu một ít còn cháu thì muốn xin ông ấy đưa cháu trở lại Kansas. Dorothy nói. Kansas là ở đâu? Người đàn ông ngạc nhiên hỏi. Cháu không biết. Dorothy trả lời buồn bã. Nhưng đó là nhà cháu, chắc chắn nó phải ở đâu đó. Chắc vậy. Chà, dạ, Oz có thể làm mọi thứ, nên tôi chắc ông sẽ tìm được Kansas cho cô. Nhưng đầu tiên cô phải gặp được ông, việc đó khó đấy. Phụ thủy Oz không thích gặp ai, và thường thì ông cứ một mình một kiểu nhưng còn chú này thì muốn gì ông ta tiếp tục với toto Tô toto -tô. Tô -tô chỉ dậy đuôi vì nói như này cũng lạ nó không biết nói lúc này người đàn bà bảo với họ rằng bữa tối đã sẵn sàng thế là họ ngồi quây quần quanh bàn và dorothy lấy một ít cháo trong ngon mắt với một đĩa trứng bát một lát bánh mì tráng mịn rồi dùng bữa ngon lành sư tử là một tí cháo nhưng chẳng mặn mà gì cậu bảo rằng cháo được làm từ yến mạch vì yến mạch là thức ăn của ngựa không phải sư tử bù nhìn và thợ rừng thiết không ăn gì hết còn toto Tô -tô làm mỗi thứ một tí sung sướng vì được một bữa tối vừa miệng người đàn bà giờ lại chỉ giường cho cô qua đêm và toto Tô -tô nằm xuống cạnh cô trong khi sư tử gác ở cửa phòng để không ai làm phiền cô bù nhìn và thợ rừng thiết lặng lẽ cả đêm đứng trong cốc nhà đã rõ là họ chẳng hề ngủ sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên Họ lại khởi hành, và chẳng mấy chốc đã thấy một quần sáng đẹp đẽ màu xanh lục trên bầu trời trước mặt. Đó hẳn là thành phố Ngọc Lục Bảo. Dorothy bảo. Khi họ tới gần, ánh sáng xanh càng lúc càng trở nên rực rỡ, và dường như rốt cuộc họ cũng sắp tới được đoạn cuối hành trình. Nhưng cũng phải đến chiều các bạn mới tới bên bức tường lớn bao quanh thành phố, tường thành cao và dày, phủ một màu xanh lục tươi sáng. Trước mặt họ, và ở đoạn cuối con đường gạch vàng là một cái cổng lớn nạm đầy những viên ngọc xanh rực sáng dưới ánh mặt trời đến đổi làm lóa cả con mắt quét sơn của anh bù nhìn bên cổng là cái chuông dorothy ấn chuông thì thấy từ bên trong vọng lại tiếng len can trong trẻo rồi một cánh cổng lớn chậm chậm mở ra tất cả mọi người bước qua và thấy mình đang ở giữa một căn phòng có mái vòm cao cùng những bức tường cũng đang sáng lên bởi vô vàng viên ngọc đứng trước họ là một người đàn ông bé nhỏ cùng cỡ người Munchkin. Ông ta vẫn y phục hoàn toàn màu xanh lục từ chân tới đầu, da dẻ cũng nhuốm màu xanh sao. Bên cạnh ông là một cái hộp lớn màu xanh. Trông thấy Dorothy và các bạn đồng hành, người đàn ông liền cất tiếng: Các người muốn gì ở thành phố Ngọc Lục Bảo? Chúng tôi tới đây để gặp phù thủy Oz vĩ đại. Dorothy đáp. Người đàn ông sửng sốt trước câu trả lời đến độ phải ngồi xuống để nghỉ. Đã nhiều năm rồi tôi không thấy ai xin gặp Ox. Ông ta nói, lắc đầu bối rối. Ngài thật hùng mạnh và khủng khiếp. Và nếu các vị tới đây vì những chuyện vui dơ khờ khạo làm khuấy động những suy tư thông tuệ của phù thủy vĩ đại, Ngài có thể nổi trận lôi đình và quỷ diệt tất cả trong nháy mắt. Nhưng chuyện này không khờ dại và cũng chẳng vui dơ. Bù nhìn đáp, nó rất hệ trọng và chúng tôi được biết ox là một phù thủy tốt bụng ngài tốt bụng người đàn ông màu xanh lục nói và ngài cai trị thành phố một cách sáng suốt nhưng với những kẻ không thực lòng hay tới chỗ ngài chỉ bởi tò mò ngài lại vô cùng kinh khủng chả mấy người dám xin diện kiến ta là quan gác cổng và bởi các vị đã xin gặp ox nên ta sẽ dẫn các vị tới cung điện nhưng trước tiên các vị phải đeo kính vào vì sao vậy dorothy hỏi bởi vì nếu cô không đeo kính vào, ánh sáng và vẻ quy hoàng của thành phố Ngọc Lục Bảo sẽ làm cô mù mắt. Ngay cả những người sống ở thành phố cũng phải đeo kính cả ngày lẫn đêm. Kính còn được khóa lại. Zeus đã ra lệnh như thế từ ngày thành phố được dựng lên và ta nắm giữ cái chìa duy nhất có thể mở chúng. Ông ta mở cái hộp lớn ra và Dorothy thấy trong đó đầy những kính đủ hình đủ cỡ, tất cả đều mang mắt màu xanh lục viên các cổng tìm được một đôi vừa vặn và đeo vào cho Dorothy. Có hai cái đai mại vàng nối với kính, dòng ra phía sau đầu cô. Ở đó chúng được khóa lại bằng một cái chì nhỏ ở ngoài cùng, sâu chìa mà viên các cổng vẫn trồng quanh của mình. Đeo kính rồi thì Dorothy không thể nào tháo ra dù cô có muốn. Nhưng dĩ nhiên cô cũng chẳng mong bị mù bởi ánh sáng chói loa của thành phố Ngọc Lục Bảo nên không nói gì rồi người đàn ông màu xanh đeo kính cho buồn nhìn thợ rừng thiết sư tử và cả tô tô nhỏ bé tất cả đều bị khóa chặt sau đó quan gác cổng đeo kính cho mình và bảo ông ta đã sẵn sàng dẫn họ tới cung điện lấy xuống một chìa khóa lớn bằng vàng từ cái mốc trên tường ông ta mở một cánh cửa khác và họ bước theo ông qua cánh cổng lớn để vào những đường phố của thành phố ngọc lục bảo Thành phố tuyệt diệu của Ox Mắt được che chắn bởi những cặp kính xanh rồi mà thoạt tiên, Dorothy và các bạn vẫn lóa mắt trước sự rực rỡ của thành phố kỳ diệu. Phố xá và những ngôi nhà xinh đẹp nằm dọc bên đường. Thảy đều xe bằng đá cẩm thạch xanh và nạm ngọc lấp lánh. Họ bước trên vỉa hè cũng làm từ loại đá cẩm thạch đó và hàng mạch giữa các tấm đá chích bằng những viên ngọc xanh lóe lên dưới ánh mặt trời rực rỡ các cửa sổ được gắn kính xanh, cả bầu trời bên trên thành phố cũng nhúm sắc xanh, còn những tia nắng mặt trời thì nhuộm màu xanh lục. Có nhiều người, đàn ông, đàn bà, trẻ con đang đi đi lại lại. Tất cả họ giận y phục xanh, làn da cũng xanh. Họ nhìn Dorothy cùng cái nhóm bạn kỳ lạ của cô bằng con mắt kinh ngạc. Bọn trẻ thì chạy biến nhau sau lưng mẹ khi trông thấy sư tử. Không ai mở lời bí họ. Trên phố có nhiều cửa hiệu, và Dorothy trông thấy mọi thứ trong đó đều xanh. Kẹo xanh, bổng ngô xanh được bày bán, cùng với giày xanh, mũ xanh và áo quần xanh các loại. Tại một góc có người đàn ông đang bán nước chanh màu xanh và khi bọn trẻ con mua nước, Dorothy có thể thấy chúng trả tiền bằng những đồng xu xanh. Dường như chẳng có ngựa hay bất cứ loài vật nào nơi đây và người ta chở đồ qua lại bằng những cái xe đẩy nhỏ màu xanh tất cả mọi người đều có vẻ thỏa mãn hài lòng và sung túc viên gác cổng dẫn họ xuyên qua các phố tới một dinh thự lớn ở chính giữa thành phố đó là cung điện của os phù thủy vĩ đại một anh lính đứng trước cửa mặc đồng phục xanh có chòm râu xanh dài đây là những người lạ viên quan gác cổng bảo anh ta Do họ xin gặp ngài os vĩ đại mời vào anh lính đáp tôi sẽ đi bẩm với ngài thế là họ bước qua cổng cung điện vào một căn phòng lớn có thảm xanh cùng đồ đạc đẹp đẽ màu xanh khảm ngọc người lính bảo tất cả chùi chân lên tấm thảm xanh trước khi vào phòng và khi họ đã an tọa anh ta lịch sự bảo xin quý vị cứ tự nhiên trong khi tôi tới bên chính điện báo cho ox biết các vị đang ở đây họ phải đợi hồi lâu anh lính mới quay lại khi cuối cùng anh ta cũng trở lại dorothy hỏi anh có thấy ngài ox không ồ không anh lính đáp tôi chưa bao giờ thấy ngài nhưng tôi bẩm lên với ngài qua bức bình phong và tôi đã chuyển lời nhắn của các vị ngài bảo sẽ tiếp các vị nếu các vị muốn nhưng mỗi người phải vào gặp ngài một mình và mỗi ngày ngài chỉ gặp một người thôi vì vậy các vị sẽ phải ở lại trong cung điện vài bữa tôi sẽ chỉ phòng để mọi người nghỉ ngơi sau cuộc hành trình xin cảm ơn dorothy đáp nghe Osday tử tế quá, anh lính liền thổi vào cái còi xanh và ngay lập tức một cô gái trẻ trong bộ đầm lụa xanh duyên dáng bước vào phòng. Cô có mái tóc xanh tuyệt đẹp và đôi mắt xanh. Cô cúi thấp đầu trước Dorothy, miệng nói: "xin vui lòng theo tôi, tôi sẽ dẫn cô đến phòng." Thế là Dorothy tạm biệt tất cả các bạn ngoại trừ Toto và ôm chú chó trong tay. Cô theo cô gái xanh đi qua bảy hành lang, leo lên ba tầng gác thì tới căn phòng ở mặt tiền cung điện. Đó là một căn phòng nhỏ ngọt ngào nhất thế gian, có cái giường êm ái dễ chịu, trải ga lộ xanh và khăn phủ trang trí giường bằng nhung xanh. Một đài phun nước bé tí ở dưới phòng, từ đó một tia nước xanh thơm ngát phun vào trong không khí, rồi lại rơi xuống cái chậu đá cẩm thạch xanh chạm trổ đẹp đẽ. Những bông hoa xanh xinh tươi đứng bên cửa sổ, có một giá sách với những hàng sách màu xanh. Khi Dorothy có thời gian lật những cuốn sách đó, cô thấy chúng đầy những tranh ảnh màu xanh lạ lùng, khiến cô bật cười vì chúng thật hài hước. Trong tủ áo quân có nhiều trang phục xanh bằng lụa, sa tanh và nhung, tất cả đều vừa khích người Dorothy. Mời cô tự nhiên như ở nhà, cô gái nói, và nếu cần gì xin cô bấm chuông, sáng mai ngày Oz sẽ gặp cô. Cô gái để Dorothy lại một mình rồi trở ra với những người kia cô dẫn họ tới các phòng khác mỗi người thấy mình lạc vào một góc nào đó thật dễ chịu của cung điện tất nhiên sự chu đáo này thật lãng phí đối với anh bù nhìn vì khi còn một mình trong phòng anh cứ đứng nghi ra một cách ngốc nghếch ngay gần cửa để chờ trời sáng nằm xuống cũng chẳng làm anh thư giãn và vì không nhắm mắt được nên cả đêm anh chầm chầm ngắm một con nhện nhỏ đang dằn mạng nơi góc phòng như thể không phải anh đang ở một trong những căn phòng tuyệt vời nhất thế gian thợ rừng thiết thì vào giường theo thói quen còn lưu giữ từ hồi bằng xương bằng thịt nhưng vì không ngủ nổi nên anh liền giết thời giờ bằng cách nâng lên hạ xuống các khớp cho trơn tru sư tử nhát thì ưa cái giường lá khô trong rừng hơn và không thích bị nhốt trong một căn phòng nhưng cậu rất hiểu chuyện nên không quá phiền lòng việc đó cậu liền nhảy lên giường cuộn mình như con mèo và trong phút chốc đã rừ rừ ngon giấc. Sáng hôm sau, sau bữa điểm tâm, cô gái xanh tới đón Dorothy và giúp cô bé mặc một trong những chiếc cháy dài xinh nhất bằng sa tanh màu xanh, theo kim tuyến. Dorothy khoác chiếc yếm lụa xanh buộc nơ xanh quanh cổ Toto và họ bắt đầu đi tới chính điện của phù thủy Ox vĩ đại. Đầu tiên họ bước tới một cái sảnh rộng, nơi các vị nam nữ triệu thần đang đứng hết thảy đều ăn giận giàu sang. Những người này không làm gì khác ngoài việc nói chuyện với nhau. Nhưng sáng nào cũng đến đợi bên ngoài chính điện, dù chẳng bao giờ được gặp Ox. Khi Dorothy bước vào, họ tò mò nhìn cô và một trong số đó thầm thì. Có thật là cô sắp được thấy mặt Ox khủng khiếp. Tất nhiên rồi, cô bé đáp, nếu ngài tiếp tôi. Ồ, ngài sẽ tiếp. Anh lính đã mang lời nhắn của cô tới vị phù thủy nói. Dù ngài không thích có người xin gặp, Quả thật lúc đầu ngài rất giận dữ, bảo tôi đuổi cô về. Rồi ngài hỏi trông cô thế nào? Và khi tôi nhắc tới đôi giày bạc của cô, thì ngài tỏ ra rất quan tâm. Cuối cùng khi tôi nói với ngài về dấu hiệu cô mang trên trán, ngài đã chấp thuận cho cô vào diện kiến. Ngay khi đó tiếng chuông vang lên, và cô gái xanh bảo với Dorothy, đó là tín hiệu cô phải vào trong chính điện một mình. Cô ta mở cánh cửa nhỏ, Dorothy mạnh bạo tiến vào, và thấy mình ở giữa một nơi tuyệt diệu đó là một căn phòng lớn hình tròn mái vòm cao vút tường trần và sàn đều phủ đầy những viên ngọc to tướng nằm sát vào nhau ở chính giữa trần là một ngọn đèn lớn sáng rực như mặt trời khiến cho những viên ngọc ánh lên một vẻ kỳ diệu nhưng làm dorothy chú ý nhất là cái ngay đá cẩm thạch xanh đặt ở giữa phòng nó mang hình thù chiếc ghế và lóng lánh vì đá quý như mọi thứ khác ở chính giữa ghế là một cái đầu lớn, không có thân đỡ, cũng như chẳng hề có tay chân. Đầu không có tóc, nhưng có mắt, mũi, mồm và còn to gấp mấy lần cái đầu của một người khổng lồ to nhất. Trong khi Dorothy sửng sốt và kinh hãi chầm chạp ngó vật đó, thì đôi mắt của nó chậm chạp xoay ra soi mói nhìn cô không dứt. Cái miệng cử động, và Dorothy nghe thấy một giọng nói cất lên. Ta là Ox, phù thủy vĩ đại và khủng khiếp cô là ai, tìm ta có việc gì? Giọng nói không kinh khủng như cô chờ nghe thấy từ cái đầu to tướng. Thế là cô lấy hết can đảm đáp lại. Tôi là Dorothy, bé nhỏ và khiêm nhường. Tôi tới cầu xin ngài giúp đỡ. Đôi mắt nhìn cô nghĩ ngợi trong giây lát, rồi giọng nói tiếp tục. Cô lấy đầu ra đôi giày bạc. Là của mụ phù thủy ác miền đông, khi ngôi nhà của tôi rất phải là mụ chết. Cô đáp. Làm thế nào cô có được cái dấu hiệu trên trán đó? Giọng nói tiếp tục. Đó là chỗ bà phù thủy thiện miền Bắc hôn từ biệt tôi để tôi đi tìm ông. Cô bé nói. Một lần nữa đôi mắt lại nhìn cô soi mói và chúng thấy rằng cô đang nói sự thật. Thế là ông hỏi. Vậy cô muốn tôi làm gì cho cô? Hãy cho tôi trở về Kansas nơi có dì em và chú Henry của tôi. Cô đáp giọng thiết tha. Tôi không thích vương quốc của ông tuy rằng nó vô cùng đẹp đẽ. Và tôi chắc dì em đang lo lắm vì tôi đã vắng nhà lâu đến thế. Đôi con mắt to chớp chớp ba lần, rồi chúng ngước lên trần hạ xuống sàn và đã quanh kỳ dị như thể đang ngó nghiêng mọi góc của căn phòng. Cuối cùng chúng lại nhìn Dorothy. Vì sao ta phải làm điều đó cho cô? Oz hỏi. Vì ông hùng mạnh, còn tôi thì yếu ớt. Vì ông là phù thủy vĩ đại, còn tôi chỉ là một cô bé. Nhưng cô đủ mạnh để giết được phù thủy ác miền đông, Ox nói. Điều đó tự nó đến. Dorothy đơn giản đáp, tôi không làm gì được. Được rồi, cái đầu nói. Ta sẽ cho cô câu trả lời. Cô không có quyền mong ta đưa trở lại Kansas trừ phi cô làm điều gì đó cho ta. Ở dân quốc này, mọi người phải trả giá cho điều họ có được. Nếu cô muốn ta dùng phép thần thông đưa về nhà, cô phải làm gì cho ta trước? Cô giúp ta rồi ta sẽ giúp cô. Tôi phải làm gì?" cô bé hỏi. "Hãy đi giết phù thủy ác miền Tây," Oz trả lời. "Nhưng tôi không thể." Dorothy kêu lên vô cùng sửng sốt. Cô đã giết phù thủy ác miền Đông và cô đi đôi giày bạc có phép thuật ghê gớm. Giờ đây chỉ còn một mụ phù thủy độc ác trên toàn xứ sở này. Và khi nào cô có thể bảo ta rằng mụ đã chết, ta sẽ đưa cô về Kansas, còn trước đó thì không?" Dorothy bắt đầu khóc. Cô quá thất vọng và đôi mắt kia lại chớp chớp nhìn cô vẻ sốt ruột. Như thể phù thủy Ox vĩ đại cảm thấy cô có thể giúp được ông ta nếu cô muốn. Tôi chưa bao giờ giết bất kỳ ai một cách chú ý. Cô thổn thức và kể cả khi tôi có muốn đi nữa làm sao tôi giết được mụ phù thủy ác cơ chứ? Nếu như ông, ngài phù thủy vĩ đại và khủng khiếp không thể tự mình giết được thì mong gì tôi sẽ làm được điều đó. Ta không biết, cái đầu nói nhưng đó là câu trả lời của ta và cô sẽ chưa thể gặp lại chú gì mình chừng nào phù thủy ác còn chưa chết hãy nhớ rằng mụ phù thủy này rất độc ác và cần phải tiêu diệt giờ thì hãy đi đi và đừng xin gặp ta nữa cho tới khi cô làm xong nhiệm vụ dorothy buồn bã rời chính điện trở lại nơi sư tử buồn nhìn và thợ rừng thiết đang nóng lòng chờ biết os đã nói gì với cô không còn hy vọng gì cho tôi cô buồn rầu nói Dios sẽ không thể giúp tôi về nhà chừng nào chưa giết được một phù thủy ác miền Tây điều mà không bao giờ tôi làm được Các bạn cô đều ái ngại nhưng chẳng thể làm gì giúp cô Vậy nên cô về phòng lăn ra giường khóc lóc một mình cho đến khi thiếp đi Sáng hôm sau người lính râu xanh tới chỗ bùi nhìn và bảo Nào hãy đi với tôi nghe Ox cho đòi anh Thế là bùi nhìn đi theo anh ta và được vào trong chính điện. Ở đó anh trông thấy ngồi trên cái ngai lục ngọc là một quý bà rất đổi xinh đẹp. Bà ta mặc giấy tơ dài màu xanh, cài trên mớ tóc xanh mượt là một dương miệng khảm đá quý. Mọc ra hai bên vai bà là đôi cánh, sắc màu lồng lẫy và nhẹ tới mức, chỉ một luồng gió rất khẽ chạm cũng khiến chúng dập dần. Khi bùi nhìn cúi đầu chào trước tạo vật xinh đẹp đó, theo một cách duyên dáng hết mức mà thân thể rơm nhồi của anh ta cho phép bà ta liền dịu dàng nhìn anh ta và nói ta là os phù thủy vĩ đại và khủng khiếp anh là ai tìm ta có việc gì những tưởng sẽ trông thấy cái đầu mà dorothy đã kể anh bù nhìn thấy vô cùng sửng sốt nhưng anh đã can đảm đáp lại tôi chỉ là một gã bù nhìn được nhồi rơm vì vậy tôi không có não và tôi tới để xin bà cho một chút não vào đầu tôi thay cho rơm để tôi có thể trở thành một người như mọi người trong vương quốc của bà sao ta phải làm điều đó cho anh bà ta hỏi vì bà thông thái và hùng mạnh vì ngoài ra trên đời chẳng ai có thể giúp được tôi bù nhìn đáp ta không bao giờ ban không ân huệ ox nói nhưng ta có thể hứa với anh điều này nếu anh giết cho ta một phù thủy ác miền tây ta sẽ cho anh nhiều trí não và với bộ não tốt như thế, anh sẽ là con người thông thái nhất xứ Ox. Tôi tưởng bà đã bảo Dorothy đi giết một phù thủy đó. Anh bù nhìn ngạc nhiên nói. Đúng, ta không quan tâm ai giết được mụ. Nhưng mụ chưa chết, ta chưa cho anh điều ước. Giờ thì hãy đi đi, và đừng tới gặp ta nữa. Chừng nào anh chứng tỏ xứng đáng với bộ não mà anh hằng mong đợi. Anh bù nhìn buồn rầu trở ra, kể cho các bạn những điều Ox nói. Dorothy kinh ngạc khi Oz không phải là cái đầu như cô đã thấy, mà là một quý bà duyên dáng. Cũng vậy cả thôi, bù nhìn nói, bà ta cũng cần có một trái tim như thợ rừng vậy. Sáng hôm sau, anh lính rau xanh tới chỗ thợ rừng và bảo, Oz cho đòi gặp anh, hãy theo tôi. Thế là thợ rừng thiết đi theo anh ta tới chính điện vĩ đại. Anh chàng không biết mình sẽ thấy Oz là một quý bà duyên dáng hay một cái đầu nhưng anh hy vọng sẽ là quý bà. Bởi vì, anh chàng nhủ thầm, nếu là cái đầu, ta sẽ không có được trái tim, vì cái đầu tự nó không có tim nên không thể thông cảm với ta. Nhưng nếu là quý bà duyên dáng, thì ta sẽ nài xin cho được. Vì người ta bảo tất cả các bà đều là những người có trái tim nhân hậu. Nhưng khi bước vào chính điện, thờ rừng thiết, không thấy cả đầu lẫn quý bà bởi Oz đã khoác lên mình bộ dạng một con thú khủng khiếp. Nó to gần bằng con voi, cái ngai xanh dường như khó lòng chịu nổi sức nặng của nó. Con thú mang cái đầu tê giác, nhưng trên mặt lại có tới năm con mắt. Từ thân nó mọc ra năm cánh tay dài cùng năm cái chân dài mảnh khảnh. Một bộ lông rậm, quan tích, bao phủ toàn thân nó. Trần đời không thể tưởng tượng có quái vật nào lại đáng sợ hơn. May thay, thợ rừng thiết chẳng có tim nếu không lúc đó nó sẽ đập loạn lên vì khiếp hải chỉ làm bằng thiết nên anh chàng chả sợ gì hết tuy rằng rất thất vọng ta là os phù thủy vĩ đại và khủng khiếp còn thú nói giọng như đang gầm tướng lên ngươi là ai tìm ta có việc gì tôi là thợ rừng làm bằng thiết vậy nên tôi không có tim và không thể yêu được tôi cầu xin ngài cho tôi một trái tim để tôi cũng được như những người đàn ông khác vì sao ta phải cho ngươi con thú hỏi bởi vì tôi đã cầu xin và bởi chỉ ngài có thể cho tôi điều ước ấy thợ rừng đáp Os khẽ gầm lên khi nghe điều này nhưng rồi cộc cằn đáp lại nếu quả ngươi muốn có một quả tim ngươi phải giành lấy nó bằng cách nào thợ rừng hỏi giúp dorothy diệt trừ phù thủy ác miền tây con thú đáp khi một phù thủy chết rồi hãy tới chỗ ta và ta sẽ cho ngươi trái tim to nhất, tốt nhất và yêu đương cuồng nhiệt nhất trên toàn xứ Ox. Thế là anh thợ rừng buộc lòng rầu rĩ trở ra, kể lại cho họ về con thú khủng khiếp mà mình trông thấy. Họ thấy đều kinh ngạc trước những hình dạng của việc phù thủy vĩ đại. Sư tử liền nói, nếu ông ta là con thú khi gặp tôi, tôi sẽ hát ầm lên cho ông ta chết khiếp mà thuận theo điều tôi muốn. Và nếu ông ta là quý bà duyên dáng, tôi sẽ giờ lao vào bà ta, ép bà ta phải chịu ý tôi. Và nếu ông ta là cái đầu lớn, thì thật là may, vì tôi sẽ lăn cái đầu khắp phòng cho tới khi ông ta phải hứa cho chúng ta những gì ta muốn. Vậy nên hãy vui lên đi các bạn, vì mọi việc sẽ đâu vào đó. Sáng hôm sau, người lính râu xanh lại dẫn sư tử tới chính điện chỉ đại và cho cậu ta vào gặp Os. Ngay lập tức, sư tử bước qua cánh cửa, liếc quanh phòng, và ngạc nhiên trông thấy trước cái ngai là một quả cầu lửa sáng rực và chói chang tới mức cậu ta khó lòng dán mắt vào mãi. Suy nghĩ đầu tiên của cậu là Ox đã chặn may bén lửa và đang bốc cháy. Khi cậu cố lại gần thì hơi nóng trở nên dữ dội tới mức làm xém cả mép. Thế là cậu run rẩy bò lại một chỗ gần cánh cửa. Thế rồi một giọng trầm khẽ từ quả cầu lửa vọng ra. Và đây là những lời của nó ta là os phù thủy vĩ đại và khủng khiếp ngươi là ai tìm ta có việc gì sư tử liền đáp tôi là sư tử nhát cái gì cũng sợ tôi tới xin ngài cho tôi lòng dũng cảm để tôi được thành chúa tể sân lâm đích thực như người ta vẫn gọi sao ta lại phải cho ngươi dũng cảm os hỏi vì ngài là phù thủy vĩ đại nhất trong tất cả các phù thủy và chỉ ngài mới đủ quyền năng biến điều ước của tôi thành hiện thực sư tử đáp quả cầu lửa cháy rực lên một hồi và cái giọng đó tiếp. Hãy cho ta thấy rằng mụ phù thủy ác đã chết. Lúc đó ta sẽ cho ngươi lòng dũng cảm. Chừng nào mụ ta còn sống, người vẫn là kẻ hèn nhát. Những lời này khiến sư tử nổi giận. Nhưng cậu không đáp nổi. Và trong khi cứ ngây ra chầm chầm ngó quả cầu, thì nó lại cháy lên dữ dội tới mức cậu cúp đuôi lại, lao ra khỏi phòng. Cậu thấy mừng khi được gặp lại các bạn đang hóng đợi và kể họ nghe buổi nói chuyện kinh hoàng với ngài phù thủy giờ chúng ta phải làm gì đây dorothy buồn bã hỏi chỉ có một điều chúng ta có thể làm sư tử đáp đó là đi tới vùng đất của những người kia tìm phù thủy ác mà tiêu diệt mụ nhưng nếu ta không làm được thì sao cô bé nói khi đó tôi sẽ không bao giờ có lòng dũng cảm sư tử tuyên bố còn tôi sẽ không bao giờ có được trí khôn bù nhìn thêm còn tôi sẽ không bao giờ có được trái tim. Còn tôi sẽ không bao giờ gặp lại dì em và chú Henry. Dorothy nói và bắt đầu khóc. Cẩn thận, cô gái xanh kêu lên. Nước mắt rớt làm bẩn giấy lụa của cô mất. Thế là Dorothy lau nước mắt và nói. Tôi nghĩ chúng ta phải thử xem, nhưng chắc chắn là tôi không muốn giết một ai, kể cả làm thế để được về với dì em. Tôi sẽ đi cùng cô, nhưng tôi quá nhát nên chẳng thể nào giết được phù thủy. Sư tử nói, tôi cũng đi, bù nhìn tuyên bố, nhưng sẽ không giúp được nhiều vì tôi ngốc lắm. Tôi không có tim để làm hại ai, kể cả một một phù thủy, thợ rừng thiết nói. Nhưng nếu cô đi thì tôi sẽ đi biết cô. Thế là mọi người quyết định khởi hành vào sáng hôm sau. Thợ rừng liền mai rìu trên một hòn đá mai xanh, trai dầu đầy đủ cho các khớp. Bù nhìn thì tự nhồi cho mình toàn rơm mới, Dorothy còn sơn lại mắt cho anh để nhìn rõ hơn. Cô gái màu xanh, người đã rất tử tế với họ, thì chiếc đầy giỏ của Dorothy toàn những thức ăn ngon lành và buộc một cái chuông nhỏ quanh cổ Toto bằng sợi ri băng xanh. Thế rồi họ lên giường thật sớm và ngủ say tới rạng đông, cho tới khi tiếng gáy của con gà trống xanh vẫn sống ở sân sau lâu đài và tiếng cục tác của con gà mái mới cho ra lò một quả trứng xanh đánh thức cả dậy.